Đây thông tin về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và đài báo nước ngoài lại xuất hiện một số ý kiến cố tình làm sai lệch sự việc với dụng ý nói xấu đảng nhà nước Việt Nam. Cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, gạt ra bên lề, đánh những trí thức chân chính. Trong mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình tuần này, báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài xử lý trí thức đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ của tác giả Hà Thành. Trang BBC tiếng Việt thời gian gần đây có một số bài viết với thông tin cho rằng ông Chu Hào là trí thức chân chính, bị kỷ luật đảng thì sẽ trở về với nhân dân, đóng góp cho sự phát triển đất nước tốt hơn. Với tư cách là người tự do, trang này lượm đặt thông tin về một số nhân vật bất mãn để thổi lên thành sự kiện dội cháu lưu bỏ đảng sau vụ tiến sĩ Chu Hào bị đề nghị kỷ luật. Trên trang cá nhân, một số nhân vật tự cho mình là những nhà dân chủ cấp tiến, thay vì nhìn thẳng vào sự thật, lại lấp liếm, đổi trắng thay đen, biến những việc làm vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật đảng của ông Chu Hảo thành những công lao, như đã dũng cảm cho in những cuốn sách có giá trị, thúc đẩy tự do dân chủ, bỏ nhiều công sức cho việc chấn hưng dân trí. Họ nêu kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vô khống là đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm sẽ dẫn đến tình trạng sĩ phù ngoảnh mặt. Đài Á Châu tự do vẫn với giọng điệu cực đoan vốn có còn dựng chuyện kỷ luật giáo sư Chu Hào là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam. Một số người với cái nhìn cảm tính phiến diện, vội quy kết cho rằng đảng nhà nước Việt Nam hành xử thô bạo với đội ngũ trí thức. Họ cố tình gạt bỏ không đếm xỉa đến những sai phạm về pháp luật và kỷ luật đảng của ông Chu Hào mà quay sang đà phá đảng nhà nước, cho rằng đây là một nỗi đau, một sự lạc hậu với một số sai phạm được nêu trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy ông Chu Hảo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước đảng. Ở đây, hoàn toàn không có chuyện kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống hay Đảng Cộng sản Việt Nam đánh vào người trí thức yêu nước, có tài và có tâm như những ý kiến phiến diện từng rêu rao. Từ tháng 11 năm 2011, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định số 47 quy đề tư thay thế quy định số 115 quy đề tư vẫn có những nội dung hết sức chặt chẽ về vấn đề trên. Theo đó, đảng viên không được một Nói làm trái hoặc không thực hiện cường lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép. 2. Cung cấp, đề lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin tài liệu bí mật của đảng và nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố. Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi dục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. 6. Tổ chức tham gia các hội trái quy định của pháp luật, biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, ông Chu Hảo đã nhiều lần vi phạm các điều nêu trên. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong việc nói, viết và làm theo cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng và pháp luật của nhà nước, ông Chu Hảo đã có những vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng. Trong đó có việc tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội, như kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992, nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi. Một, Đòi bỏ điều 4 hiến pháp. 2. Yêu cầu đa nguyên chính trị đa đảng đối lập. 3. Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang. Thư ngỏ gửi ban chấp hành trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản. Nội dung thư ngỏ cho rằng Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện. Thư kiến nghị về luật an ninh mạng trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của luật, tự ý đưa tên một vị tướng công an không được sự đồng ý của vị tướng này vào danh sách những người đứng tên thư kiến nghị, đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị tư tưởng của nhân dân. Ông Chu Hảo còn có nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung sai trái, cùng nhiều bài trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài BBC, RFA, RFI có các nội dung sai trái. Ông Chu Hảo cũng là người sáng lập tham gia các hội, nhóm diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức có các hoạt động truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, là một trong những thành viên đầu tiên của cái gọi là nhóm kiến nghị 72, thành viên tích cực của diễn đàn xã hội dân sự, nhóm kiến nghị 61, nhóm tinh thần khai minh. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương đã mời ông Chu Hảo đến làm việc, trao đổi, phân tích, làm rõ và yêu cầu chấm dứt vi phạm từ năm 2016, nhưng ông không chuyển biến và tiếp tục tái phạm. Trả lời phỏng vấn Đài BBC tháng 9 năm 2017, ông Chu Hảo nêu rõ quan điểm muốn thay đổi thể chế, ủng hộ cái gọi là xã hội dân sự. Bên cạnh nhà nước, doanh nghiệp thì xã hội dân sự có thể là chìa khóa dẫn đến những áp lực để thay đổi thể chế. Nghị quyết Trung ương 4 có 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra 9 biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Nếu đối chiếu vào những thông tin, việc làm nêu trên, ông Chu Hảo vi phạm nhiều biểu hiện như 1. Phản bác phủ nhận chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng. 2. Phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại Điều 7, Quy định số 102, Quy đề tư của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2017 cũng chỉ ra nhiều vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ mà đối chiếu theo đó, ông Chu Hảo đã có rất nhiều sai phạm. Các quy định tại khoản 3, Điều 7, Quy định số 102, Quy đề tư nêu rõ sẽ xử lý bằng hình thức khai trừ khỏi đảng với đảng viên. A. À, cố ý nói viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của đảng và dân tộc. B. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng. Như vậy, việc kết luận những vi phạm của ông Chu Hào là rõ ràng, đúng theo quy định của kỳ luật đảng và pháp luật nhà nước, hoàn toàn không có chuyện kỳ thị, đánh trí thức. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên nhân cơ bản chủ quan và lớn nhất dẫn đến sai phạm là do bản thân ông chu hảo thiếu tu dưỡng rèn luyện không giữ vai trò tiền phong gương mẫu của người cách mạng chân chính đứng trước nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội ông chu hảo đã lựa chọn phương pháp sai lầm trong tư duy hành động và kết cục là vi phạm như hiện nay trong thời gian công tác lúc đương chức ông không góp ý với đảng trên cương vị công tác của mình trong phạm vi tổ chức nhưng khi nghỉ hưu lại có những hành động sai trái khi bị kiểm điểm nhắc nhở ông khôn khéo thừa nhận sai lầm khuyết điểm của mình ở mức độ nhất định nhằm tránh bị kỷ luật và giữ vững vai trò hợp pháp để rồi vẫn giữ quan điểm lập trường riêng, không chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng và sau đó lại tiếp tục có vi phạm. Sai phạm trên còn do sự thiếu kiên quyết xử lý vi phạm của tổ chức đảng, chính quyền để xảy ra vi phạm kéo dài. Việc kiểm điểm nhắc nhở đối với ông Chu Hào diễn ra nhiều lần nhưng có phần nề nang né tránh, không được tổ chức đảng thực hiện bằng văn bản, không giám sát hay yêu cầu báo cáo kết quả sửa chữa khuyết điểm và cũng không có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên có vấn đề về tư tưởng chính trị. Vi phạm của ông Chu Hảo ngày càng nghiêm trọng. Qua sự việc vi phạm của ông Chu Hảo, vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng là phải làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên để đảng viên thường xuyên được rèn luyện, giữ vững lập trường, quan điểm. Mặt khác, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội là môi trường dung dưỡng cho các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo. Các quan điểm sai trái đó được các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị lôi kéo, cổ vũ, tiếp sức các hội nhóm diễn đàn. Ngay tại điều 1, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định về tiêu chuẩn đảng viên, có tiêu chí đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh cường lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tại điều 2 về nhiệm vụ đảng viên chỉ rõ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cường lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Với những người như ông Chu Hào, về thực chất đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hàng ngũ, không còn xứng đáng với tiêu chuẩn danh hiệu đảng viên cộng sản. Lẽ ra với những sai phạm trên, ông Chu Hào đã bị xử lý từ lâu, nhưng Đảng, nhà nước Việt Nam luôn trên tinh thần tôn trọng đội ngũ trí thức, cân nhắc thận trọng, xem xét toàn diện khi xử lý những vụ việc liên quan tới những trí thức có ảnh hưởng nhất định trong đời sống xã hội, từng là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Dư luận cho rằng, thời gian gần đây, có một số hiện tượng cán bộ đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa phức tạp, công khai phủ nhận, tuyên truyền trái đường lối, quan điểm của đảng, nhưng chưa bị xử lý, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng. Vì vậy, đã đến lúc phải xử lý nghiêm một số sự việc để làm gương, tránh tình trạng nhân luật, nhân kỷ luật của đảng. Những sai phạm của ông Chu Hảo có cả sai phạm về mặt pháp luật thì phải được xử lý đúng pháp luật, không dừng ở việc chỉ xem xét kỷ luật đảng. Xử lý một vài trường hợp trí thức vi phạm, không phải là tuyên chiến hay kỳ thị đội ngũ trí thức, mà chính là làm trong sạch đội ngũ trí thức. Kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam là tự giác và nghiêm minh, đồng thời cũng bình đẳng trong đảng, không phân biệt đảng viên, đương chức hay nghỉ hưu, đảng viên là lao động bình thường hay là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Ai vi phạm đều được kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm minh, bảo đảm sự trong sạch đội ngũ. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng, nếu kỷ luật của đảng lỏng lẻo, thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại đảng những biểu hiện sai phạm của ông Chu Hảo cũng để lại bài học đắt giá đối với mỗi cán bộ đảng viên phải luôn rèn luyện tu dưỡng suốt đời như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Thật đáng tiếc khi ông Chu Hảo sinh ra và trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha từng là cán bộ cao cấp của ngành công an và ngành văn hóa. Bản thân ông những năm chiến tranh đã được nhà nước yêu đãi cho đi du học, làm việc ở Liên Xô suốt nhiều năm và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Lẽ ra với tri thức và kinh nghiệm sâu sắc của mình, ông có thể chọn cho mình con đường cách thức phù hợp hơn, đúng đắn hơn để phát huy vai trò người trí thức chân chính, cống hiến nhiều hơn thiết thực hơn cho đất nước, thay cho những việc làm lợi bất cập hại đi ngược với chính mục tiêu lý tưởng của Đảng với lời thề của người đảng viên cộng sản mà chính ông từng tuyên thệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng từng căn dặn, để xây dựng nước nhà, chúng ta cần càng ngày càng nhiều trí thức tốt, Đảng và chính phủ phải giúp bằng cách giáo dục để trí thức có lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, tư tưởng sáng suốt, tác phong dân chủ. Nói tóm lại, giúp đỡ các bạn trí chí thức chính tâm và thân dân. Tinh thần ấy cũng đã thấm sâu trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước đối với đội ngũ trí thức. Vì vậy, cùng với quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt thì việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc những hiện tượng sai phạm là cần thiết và bình thường. Trí thức dù là tầng lớp tinh hoa, nhạy cảm với thời cuộc nhưng không thể đứng trên, không thể đi ngược con đường của Tổ quốc và nhân dân, không thể làm trái pháp luật, càng không thể đi ngược, làm trái đường lối quan điểm của Đảng khi trí thức ấy đứng trong hàng ngũ của đảng việc xử lý một vài hiện tượng cá nhân sai phạm là sự thanh lọc cần thiết để đảng cộng sản việt nam trong sạch hơn luôn giữ vững vai trò tiên phong bản chất giai cấp công nhân và mục tiêu lý tưởng nhất quán đó cũng là sự thanh lọc cần thiết đối với đội ngũ trí thức cách mạng chân chính giúp cho đội ngũ trí thức ngày càng hoàn thiện hơn đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa